đã tìm ra nguyên nhân cháy căn hộ chung cư Diamond Riverside, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 9, đại diện công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân vụ cháy căn hộ tại chung cư Diamond Riverside vào tối 10 tháng 9 là do người dân đốt vàng mã cúng rằm. Cụ thể, sau khi đốt xong vàng mã, gia chủ gom số tro tàn đổ vào thùng xốp rồi để cạnh cục nóng máy điều hòa. Vài phút sau, đống tro tàn bốc cháy lan ra thùng xốp gây hỏa hoạn. Ngọn lửa thiêu rụi hai cục nóng máy điều hòa, la phông và một số tài sản của chung cư thuộc tầng 20. Ước tính thiệt hại khoảng 8,5 triệu đồng. Trước đó, vào 21 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9, phát hiện lửa bùng lên tại một căn hộ ở tầng 20, Block B thuộc chung cư Diamond Riverside. Người dân đã hô hoán, chủ căn hộ và một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát, khói đen mù mịt tỏa lên các tầng trên. Nhiều người dân hoảng loạn chạy theo cầu thang bộ xuống đất. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 8 sau đó đã đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.